nay ngày lễ người ta đi chơi. Còn mình không có đi chơi thì mình ở nhà chém gió cho nó vui, nóng lực quá. Ok. Chào mọi người, hôm nay đi chơi lễ vui không? Qua giờ ở nhà ngủ với muốn một mắt. Không đi đâu chơi cả. Hôm nay lên mạng chém gió sẽ có một cái vấn đề muốn nói đến mọi người đây. Thì trước tiên nói về cái con mà hả câu via mạng là Bạch Hoàng. Thì nhắc đến Bạch Hoàng chắc chúng ta cũng ai xa lạ gì đó. Đây là một cái ả dâm chủ trên mạng đó mà. Nên lợi dụng cái mác nhà báo dân chủ của mình để là tìm cách là nói xấu xuyên tạc chế độ. Thì mấy ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook có loan truyền một cái status của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nội dung liên quan việc là anh lên án một số những cái thành phần là liều báo mất dạy là hả nó công khai chuyện đời tư của anh. Nhưng mà chúng ta cũng đều đã biết rồi. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thuộc cái nhóm người là hả có máu nóng. Đấy. Và anh đã lên mạng Facebook anh viết một cái đoạn status để anh chửi cái đám mất dạy liều báo mà hả chó lợn này. Và kết quả là tụi nó súng nhau ồn ồn tìm mọi cách là để giết bài, để tìm mọi cách là giết chết anh, để báo thù về cái việc anh dám là hả chửi vào mặt cái đám là liều báo chó lợn này. Bây giờ tụi nó đang là hả viết những bài viết để tìm mọi cách là gọi là tẩy chay anh mà cho là hả, cắt đứt cái nguồn sống. Thì nói chung ra riêng về cái vấn đề cái đoạn sì tốt của anh á, thì thứ nhất nhiều kẻ cho rằng anh là một cái người của công chúng không? Phải phát ngôn sao cho nó có thần phong mỹ tục, nói chung là nó như vậy. Thì tôi xin lỗi, trước tiên tôi xin lỗi nói một câu nha, nó đời mờ tụi mày không? Nếu như mà tụi mày bị cái đám liều báo chó lợn mà nó giết như vậy thì tụi mày nghĩ sao không? Là con người chứ không phải là con vật mà không có gì, không biết là hả cảm thấy bức xúc với những cái chuyện mà của bọn là hả liều báo mất dạy này khi tụi nó đăng những điều như thế có tức không? Thế bực trong lúc bức xúc quá thì nói chuyện nhiều khi nó không được giữ bình tĩnh, đó cũng là cái chuyện hiển nhiên, cũng có thể là chấp nhận và tha thứ được. Nhưng có một điều không thể nào mà chấp nhận và tha thứ được là có một cái bọn gọi là bọn đỉ bút liều báo mất dạy, những cái thằng chó lợn lĩnh lương từ là hả ngân sách đó là hả của nhà nước, lĩnh lương từ tiền thuế của dân đó là hả của tụi tao đóng cho tụi mày, nhưng mà hả không thấy tụi mày viết ra được những cái bài viết gì cho nó ra hồn, chỉ thấy cái đám chó lợn liều báo của tụi mày suốt ngày viết ba cái tin là hả giật gân lá cải để chủ yếu là kiếm like kiếm view để tụi mày bán được quảng cáo để tụi mày kiếm tiền. Ngoài ra tụi mày chẳng viết nên được cái trò chống gì cho nó ra hồn cả. Bọn đĩ bút tụi mày có tiền tụi mày có thể viết trắng được thành đen được. Cái bản chất của bọn đĩ bút tụi mày là gì? Còn đó thì có những nhà báo nói chung là chân chánh, nhưng mình không cần phải nói làm gì. Cái muốn nói đây đó là nói về cái bọn gì? Bọn liều báo chó lợn này. Từ khi nào mà một bọn liều báo chó lợn có thể nhân danh là hả nhà báo để mà đi viết bài để mà đánh phá cá nhân đó là hả của một người khác vậy? Tao bọn liều báo chó lợn tụi mày nói cho tao nghe xem thử. Đó là cái nhất. Thứ hai nữa thì hiện nay có một kẻ đó là đang tự xưng đó là hả danh xưng là nhà báo, có cái Facebook đó là hả tên là Bạch Hoàng. Nhắc đến đó là danh xưng nhà báo Bạch Hoàng này chắc không cộng đồng mạng không có xa lạ gì đâu. Một ả này, ả cao ve trong chủ mạng. Ả à, này đã lên mạng viết bài để là hả đánh phá ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Rồi sau đó là sao?
sau đó là đi đánh phá các doanh nghiệp, cho nên là tống tiền các doanh nghiệp này. Thì trước tiên nói về ả này cái đi. Thì đây là một ả đó bị là kỷ luật và tống cổ ra khỏi là làng báo chí vì những cái thành tích dơ bẩn của mình. Cách đây cũng khoảng mấy tháng thì ả từng lên mạng là tuyên bố rằng mình không còn là nhà báo, mà thật ra ả không phải là nhà báo đâu, mà tự nhận mình là nhà báo, đúng không? Tự nhận mình không phải là nhà báo nhưng giờ lại vẫn lợi dụng cái mác nhà báo để đi là tống tiền doanh nghiệp. Đây đều là những cái doanh nghiệp mà có mời ả là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm người gì, làm người đại diện về hình ảnh là quảng cáo cho sản phẩm ấy mà. Trong đó là có nhãn hàng Sơn là Inpro. Thì cái thông tin, những cái tin nhắn mà của ả này nhắn tin cho doanh nghiệp Sơn Inpro để là gì ra giá, là yêu cầu doanh nghiệp này là không có mời ca sĩ là Đàm Vĩnh Hưng làm đại diện hình ảnh. Nếu như mà ca công ty này mà công ty Sơn Inpro mà không có gì không có là chấp hành theo yêu cầu của ả thì ả sẽ viết bài là dìm chết cái công ty này. Rồi sau đó ả đã ra giá là 400 triệu đấy, yêu cầu công ty Sơn Inpro phải chuyển cho ả, rồi sau đó là hạ giá xuống còn chốt lại còn 300 triệu đấy. Thì qua đây chúng ta cũng có thể thấy được cái bộ mặt thật của cái ả mà lợi dụng nha, cái danh nhà báo đó. Một con cao ve là đĩ mạng rẻ tiền. Thì qua đây tôi thiết nghĩ là trước tiên là công ty Sơn Inpro nên là đưa vụ việc này ra pháp luật, chứ không thể là làm yên, chứ không thể nói theo cái kiểu là giống như là mình tốt thì cây ngay không sợ chích đứng đối với mấy cái thể loại là bẩn thỉu này. Cần phải đưa chúng ra trước pháp luật để xử lý chúng, cho chúng biết quốc thì có quốc pháp mà gia thì có gia quy. Đối với mấy cái thứ mà ca ve là mạng rẻ tiền này thì không cần phải đôi co với chúng nó làm gì cho nó mệt. Qua đây tôi kêu gọi cộng đồng mạng là gì, tiến hành là tẩy chay cái con ả là dâm chủng mạng này, tập trung report cái tài khoản mạng này cho nó xóa khỏi Facebook cho rồi. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy những kẻ tự xưng là gì nhà đấu tranh cho dân chủ dân chiếu mà cộng đồng mạng gọi là bọn dâm chủ, thường đều toàn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, quả nhiên nó không có sai thế nào. Lừa tiền đi tống tiền doanh nghiệp, đây là bộ mặt thật của Bạch Hoàng, chúng ta cần phải lên án. Và sao và tống tiền cho nó vô là chạy sớm cho nó hưởng cơm ký của nhà nước, để cho nó sống ở ngoài đời này, nó sủa nhiều quá. Qua đây chúng ta thấy rõ ràng là chúng nó tìm mọi cách đánh phá, đúng không? Tống tiền doanh nghiệp. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy cái danh nhà báo giờ ta nói nghe nó thối nói cũng phải trừ ra mấy nhà báo chân chính. Hiện nay danh nhà báo đang bị là những cái bọn là đĩ bút liều báo này nó đem ra làm thối quá. Bây giờ lên trên mạng thấy đầy rẫy nào là nhà báo tống tiền doanh nghiệp, nhà báo là gì đi cướp rồi nhà báo là trấn lột vì tiền gì đó, ta nói tùm lum bát nhã. Và bây giờ là tới một cái con là cựu nhà báo đấy, một kẻ từng là tuyên bố rằng mình không phải là nhà báo, giờ cũng lợi dụng danh nghĩa mác cũ là nhà báo để đi là tống tiền là tìm cách đi giết doanh nghiệp này. Đối với mấy cái thể loại này chúng ta không có cần phải nương tay với bọn chúng, cậu phải mạnh tay tẩy chay và xử lý bọn chúng, đúng không? Các cơ quan chức năng cũng nên là sớm vào cuộc xử lý những cái là trường hợp này cho nó rồi, chứ không thể để nào mà để cái kiểu tự do quá trớn như vậy được. Xem ra quả thật đúng, ở Việt Nam giờ nó tự do quá, tự do đến mức là quá trớn, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, mà không có bị pháp luật nó sợ ấy, xử lý mạnh tay giống như mấy sứ tư bản. Mà tụi nó thường hay hô hào là Việt Nam nó không có tự do dân chủ, tụi nó muốn giống như ở mấy sứ tư bản. Mà sao Việt Nam mà giống như mấy sứ tư bản đó là nó lại hô hào là không có tự do là làm sao? Đến khổ với cái bọn là chống cộng này quá. Thì qua đây tôi kêu gọi toàn thể là cộng đồng mạng, chúng ta cần phải lên án. Và sao nữa?
lên án xong chúng ta cũng cần phải là tẩy chay rồi bọt cho nó sập luôn. À, cái Facebook dơ bẩn của cái con là gì, giấy trắng tập hoàng này, để cho nó biết mà dân Việt Nam ai chấp nhận một cái thứ dơ bẩn như vậy. À, đánh phá doanh nghiệp, trục lợi doanh nghiệp, tống tiền, giết chết doanh nghiệp. Bọn này với cái bọn phản động thì chúng nó y chang như nhau, tìm mọi cách là phá hoại và giết chết những doanh nghiệp trong nước để cho mấy cái bọn tư bản là Tây Long của bọn nó vào để thâu tóm. Đấy, bản chất của bọn chúng là nó là như vậy, chỉ giỏi về phá hoại chứ chúng nó chẳng làm nên được cái trò chống cái tích sự gì cho cái xã hội, không? Cho ai cả. Bọn này cần phải xử lý cho nó mạnh mẽ, nhẹ tay với chúng càng được nước làm tới. Thôi đến đây kết thúc là vừa.